Trong những năm qua, Hội Nông dân thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm luôn tập trung thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi được các cấp các ngành biểu dương, khen thưởng. Điển hình có nông dân Đào Minh Chuyên, thôn Ngô Xuyên, những năm gần đây có thu nhập trên 2 tỷ đồng một năm từ phát triển giống bưởi mang tên mình, đó là bưởi Đào Chuyên. Trải qua nhiều nghề khác nhau, đến năm 2010, ông Chuyên bắt đầu bén duyên với cây bưởi. Từ quy mô 8 sào vườn ban đầu, đến nay diện tích bưởi Đào Chuyên của gia đình đã rộng gần 3 mẫu với tổng số 600 cây đang cho quả. Khi tôi ghép ấy thì là tôi đã đi lựa chọn những cái giống cây bưởi cổ, lai tạo ra được cái sản phẩm này. Nó rất nhiều ưu điểm, thứ nhất về cái hệ tái tạo rễ rất tốt, mà phù hợp rất nhiều thổ nhưỡng khí hậu trên vùng miền. Khi cây khỏe thì hạn chế hiện tượng bị bệnh và dịch hại rất tốt. Giống bưởi này có nhiều đặc điểm nổi bật, dễ phân biệt với các giống bưởi khác. Lá to dày, có màu xanh sẫm, cành khỏe, bưởi ra quả thành từng chùm, có chùm tới từ 6 đến 7 quả. Cây trưởng thành có thể cho từ 150 đến 200 quả trên một năm, thu hoạch từ cuối tháng 10 đến tháng 12 âm lịch. Khi chín, có màu vàng ươm đẹp mắt, trọng lượng trung bình đạt từ 1,3 đến 1,5 kg trên một quả. Đặc biệt, chất lượng vượt trội với vị ngọt thơm không hề đắng. Sau khi thu hoạch, có thể bảo quản từ 2 đến 3 tháng. Tính riêng vụ bưởi năm ngoái, gia đình ông xuất bán được 27.000 quả với giá trung bình 30.000 đồng một quả. Ngoài ra, gia đình ông Chuyên còn bán hơn 40.000 cây giống mỗi năm từ 30 đến 35.000 đồng một cây. Ông Chuyên là một hội viên rất tích cực và gương mẫu, có nhiều đóng góp trong cái phong trào của hội, tạo điều kiện giúp đỡ những hội viên gặp hoàn cảnh khó khăn trong cái việc về vốn, nhiệt tình gọi là chuyển giao công nghệ khoa học cho những hội viên của địa phương. Năm 2017, bưởi Đào Chuyên được nhận thương hiệu xuất sắc ba miền. Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho thương hiệu bưởi Đào Chuyên.